Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip của mình. Thì tiếp tục series câu cá, thì hôm nay tôi sẽ thử thách anh em là câu hai loại mồi khác nhau nhá. Thì một đội sẽ câu bằng giun và một đội sẽ câu bằng ốc. Đấy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành suýt để nhận mồi nhé bạn nhá. Rồi bạn ơi, tôi giun. Và đội tôi ốc. Ok các bạn ơi. Các bạn ơi, đội rất là đẳng cấp thì câu bằng gì vẫn đẳng cấp các bạn ơi. Các bạn ơi, nói chung là đội tôi thả rất là nhiều thì thằng Hiếu lúc cứ tưởng tôi câu cá rốt. Hôm nay tôi sẽ thể hiện hết cơ, nếu hôm nay tôi mà thua ấy, thằng Hiếu gọi tôi cùng anh. Đấy, bắt đầu nhá. Cố gắng quyết tâm để chiến thắng. Hôm nay cuộc thi câu mồi ốc mồi giun thì trong phòng suýt thế nào lại đỏ. Tôi đã mạnh rồi còn đỏ. Còn vừa băng ngọt tôi nghe thấy nói là bảo mọi hôm mà thả. Nhưng cứ, này nghĩ, cho nghĩ là ngọt tự nhận là cứ nghĩ là ngọt rốt ấy. Nhưng thực ra các bạn không biết đâu. Ngọt rốt thật sự luôn, đầu không có lão nha các bạn nhá. Thì kèm này chúng tôi lại ăn rồi các bạn ơi. Và một điều gì muốn nói với các bạn thì nói chung là cái cuộc thi câu cá này tôi với anh Hiếu hai người đẳng cấp rồi. Còn hai ông già kia không thèm tính nha bạn nhá. Thì nó bay lá mạnh rồi. Và mùi rún thì hôm nay thì thật chứ phải cách biệt cho một chục bàn các bạn ơi. Thì hôm nay đội nào thua sẽ phải nấu ăn cho đội thắng ăn nha các bạn nhá. Đội tôi là đã đặt cần rồi nhá các bạn nhá. Đội hàng rốt kia giờ vẫn đang mắc mồi. Chốc mắc mồi xong tôi với bác Ngọt mỗi người đã giật được đôi con này các bạn ạ. Phép không biết ngưỡng mồi các bạn ơi. Các bạn ơi, cô nói thấy cũng nghĩ mình mạnh. Nhưng thực ra để mà nói ra thì Côn và Ngọt tốt thật các bạn. Rốt có đồng loại ấy. Mày không ăn với Côn. Côn đang đặt được kìa Côn này. Dạ. Dạ. Kinh chứ cơ. Thế thôi chứ. Dạ. Các bạn ơi, tôi thì ngày xưa đi câu cá, nói chung là câu cá trôi ấy, là hay sử dụng mồi ốc các bạn ạ. Mà không biết là hôm nay nó rô phi nó có ăn ốc không. Tôi sợ mấy con rô phi ngu nó lại không ăn ốc thì đội tôi khó thắng. Ui, tôi lưu lên gì? Tốt. Ui cái gì đã bảo kệ nó này. Ê, Hiếu ơi, mày tưởng anh không biết câu mà mày cứ ui cái gì? Phải để nó cắn xong mới giật chứ. Thằng ui. Thằng rốt. Một không chết rồi. Cố gắng đi, bên đây cố gắng thua nhiều, cố gắng vào. Thật. Chờ anh cô bỏ ra chứ rồi. Chặn em thế. Thôi bạn ơi, các cụ ơi, các cụ đã phù hộ con rồi các bạn ơi. Con lên con này đi, đây con này, cỡ tôi nó đang lừ nhá. Đó, chỉ liếc phát là tôi giật con này nó đứ đự luôn này. Đội tôi bây giờ hai ông mà được à, hai con thì hai thằng kia cũng mặt dơ mặt. Hai thằng nào được hai con. Cứ bình tĩnh, giờ chưa biết ai hơn ai các bạn này. Chưa biết được, người không em còn đuổi được, chi là một con. Các bạn vừa nháy xong giờ thôi à? Đó, thôi. Chết rồi, cả đây khả năng là nó không ăn gì thôi rồi. Côn nãy giật, thế tải. Côn mạnh nhá. Côn này mạnh thế nhỉ, Côn ra hôm nay về biết cầu cá thắp hương các cụ sao. Ui giời, cái vai cá này, ui. Ui giời, cá thế này. Cái này khả năng hôm nay tôi thắng rồi. Đúng rồi bạn ơi. Thì quái này anh Côn này câu được cá, đùa anh Hiếu ơi kìa. Con này chết mà thôi rồi. Côn này chết rồi gì. Rồi, à, tốt. Nồi thế là chết chứ còn gì nữa. Một đời hoài, ui. 2-1 các bạn ơi. Chờ. Rốt chứ lại cắn trước mình. Bác ơi, bác cười gì. Thôi bạn ơi, tôi bắt đầu câu nữa. Tôi câu sau một tí cũng không sao bạn ơi. Giờ tôi đếm đúng đến 10 bắt đầu cái của tôi nháy. 1, 2, tốt. Thôi bạn ơi, thằng Hiếu mất đưa cho các bạn ơi. Tốt. Ở bạn ơi, tỷ số là 2-1 nha các bạn nhá. Rồi. Kéo à. Ai nào các bạn ơi, chết rồi. Kéo à? Kéo gì? Đấy các bạn là đó là chúng tôi đẳng cấp được câu mồi gì mà chả thế. Cái gì rô phi phàm ăn thế nhỉ? Em ơi, rô phi cái gì nó chả ăn. Nhưng mà giun nó vẫn ăn nhiều hơn. Anh Hiếu ơi đang buộc lại lưỡi cơ. Bác Ngoan ơi, bác Ngoan không câu được thì đem mồi đây. Đừng có đem mồi đấy làm gì. Nó không cắn mình nhỉ? Ngu thế nhỉ? Con Ngọt vào đây chỉ để làm màu các bạn ơi, cho dài video. Con dao ở đây đâu rồi để anh cắt mồi nhỏ. Chém mồi một số cái thôi con này. Hả? Tôi chỉ chém một hai cái thôi. Các cụ ơi, phải phục vụ đứa con cắn con cá đấy.
và ngọt câu cả đời các bạn ơi. Không biết là vào đây làm gì, nhưng bao nhiêu clip câu cá rồi. Tài nhỉ. Rồi, lao. Chưa luôn, giật luôn, cố đứng. Thời gian thì vẫn có 1 tiếng nha bạn nhá. Nên đội nào câu nhiều hơn đội sẽ giành chiến thắng và nhận được 1 triệu đồng từ tôi. Xong một thời gian. Mình buộc xong chưa, vào trận đi không? Chấp thời gian. Chấp rồi. Ui, cho cái miếng mồi to này nó cắn thế nào? Chết rồi. Từ đây không thể cắn nhỉ. Bây giờ đi ra lối đi riêng không nhỉ? Lối đi riêng đi. Mình không biết là chó hàng xóm kêu nhiều quá bạn. Không biết là nó đang cắn trộm mày, nó cắn gì. Chó nó đuổi chó đi đấy. Mà rõ ràng là 4 thằng mà đặt cần câu, nhưng mà là 3 thằng kia giật được cá mà từ nãy mồi của tôi lại không ăn. Tôi không hiểu tại sao, nguyên nhân tại sao. Bạn nào biết cách chữa trị thì liên hệ tôi. Tôi không hiểu tại sao ấy. Cần thì cũng cần là cũng cần trúc. Dây cũng là dây cước. Như nhau hết. Phao thì cũng là phao mua. Đấy. Con người thì khác nhau. Con người tối hôm qua tôi ăn cơm thịt bò xào với cả đỗ đũa. Phòng hôm qua thì ăn thịt kho. Còn thằng Hiếu thì hôm qua nó trông bà ốm, nó chỉ uống sữa thôi. Côn thì hôm qua là cũng ăn ấy, cua rang muối các bạn ơi. Ăn đậu. Thế mà mấy thằng kia nó ăn cơm cũng như nhau mà thế nào. Tôi à, không... Rồi các bạn ơi, tôi đang có tiến triển này. Rồi các bạn ơi, và tôi đang lờ đờ nhé các bạn nhé. Lờ đờ, còn đâu còn người ta tự. Ôi, lại thôi à. Con này thế nào, buồn thế. Con này xong rồi, con này bạn ơi. Người các bạn ơi, nó nhàng nhàng băng ngoặt đã giật được cá rồi. Mùi cái thế. Tôi khá lòng chém lại cái mùi cái. Em bớt chút thời gian vàng ngọc, đưa cho anh cái con dao được không? Đấy, sau lưng nha. Con này có ngọt cho xem. Được. Đấy, tốt. Rồi. Cái này tôi sẽ sửa lại mùi các bạn nhé. Cái mùi của tôi nó hơi méo, thằng rốt nào nó làm với tôi. Thằng rốt đồng đội, thử đồng đội ngay được. Cá này nó no hay sao các bạn? Cá này nó ăn cứt vịt no rồi. Từ đây chưa thấy cắn các bạn ơi. Hai đều chưa? Hai đều. Anh Côn một mình câu, anh đi câu hai con thì là ngọt vào đây. Anh Côn anh ấy bảo chán thua rồi, đã thì thầm với tôi bảo tôi lại anh lại gánh ngọt thì lại thua rồi em ơi. Trời ơi, em nói chuyện ui à. Ui à, giờ phòng nó rút cả ấy lên cho tưởng ta tưởng cá lôi phao. Ngọt đó. Giờ ngọt có chữ trắng cắn bên đây buồn cười. Từ đây vẫn chưa thấy ai giật các bạn ơi. Lâu lắm rồi, cá hôm nay đi ngủ hết rồi. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi bạn ơi. Bắt đầu các bạn ạ, tất cả mới chỉ bắt đầu. 10 lần bắt đầu rồi bác ơi. Tôi nghĩ là hôm nay tôi vẫn chiến thắng bạn ơi. Đấy là quan điểm rõ ràng của tôi là như thế. Rồi bà ơi, giặt được kìa. Đấy, anh Côn lại giặt. Tốt, Côn tốt rồi. Thế cuộc chơi này là mình anh Côn câu à? Tốt thế, ôi tốt, ơi, tốt quá Côn. Thôi các bạn ơi, con lứa nha, con là 10 lưới nó ăn sâu tận ở trong các bạn ạ, lấy ra khó thật. Hai thằng cố gắng lên đi. Các bạn này, một mình tôi đã câu mạnh thế rồi, giờ các tôi lại câu thêm nữa. Bác Ngọt mà ra tay lưới thì đội kia đuổi anh theo kịp à? Các bạn này, Ngọt. Các bạn này, tính. Khả năng tôi vào tôi lấy cái võng với cái giường ở đây tôi ngủ thật. Bác ơi, tôi mạnh thế nhỉ? Anh thì không biết nhục thì thôi, không bao nhiêu anh thôi như gánh rồi là còn cố tình mà nói. Không phải là gánh thật, đấy là đồng đội giỏi thì là nhục, không biết nhục được không, không biết nhục, không biết nêu. Hai thằng mày cùng rốt các bạn này, có phải hai thằng cùng vất vả không? Các bạn này, anh còn làm gì còn lão cũng biết nhục nữa đâu. Em ơi, cái lão không còn nữa rồi, làm gì biết nhục. Đồng đội giỏi thì mình không phải vất vả, chứ hai thằng mày cùng rốt thì hai thằng cùng phải chạy. Đừng bảo cùng rốt, cùng câu được cá đấy. Không. Các bạn ơi, tôi bắt đầu chơi nhá. Bắt đầu từ bao giờ đấy? Nó cắn của mình rồi. Bây giờ nghe tôi lập đàn tôi tế. Chết rồi. Chết rồi, tỷ số 3-2 các bạn ơi. Thời gian thì chắc chối 20 phút rồi. Còn 40 phút nữa để ngỡ này. Ố, giật à? Yếu. Các bạn ơi, thằng này nó thèm giật quá. Trời ơi. Tôi là một phút ra này này này. Nó hơi rung đấy. Chiếu bây giờ tìm lối đi riêng rồi. Phòng ơi, em đừng thấy cái cần của anh đỏ, em mắc vào làm gì để lấy hết à? Lấy đâu ra, cần anh ăn may. Rồi cứ ra đi em ơi. Hiếu thì tìm nó đi riêng, em ơi vào đấy thì giật thế nào được Hiếu ơi. Cái thằng này nó cứ lõm, nó không biết cái gì. Em gần thế này em giật được cá rồi thằng.
Không, không em đừng có câu giờ đâu, em đang thua đấy, không phải câu giờ đâu, có gỡ được không? Ồ, sao nó mắc ở đâu? Ừ. Thực ra các bạn này, đây gỡ cái cần không biết gỡ là biết rồi. Nó mắc rồi. Cần xịn run đẹp thế này mà nó chưa cắn. Thế mình đỏ là cứ ấy hả chứ? Anh ơi, chưa 30 chưa phải là Tết. Tôi sẽ đi ra đầu lại các bạn ơi. À, tất cả đều đối đi riêng rồi các bạn ạ. Chơi chung chung cái này. Hiếu đã giả vờ vứt ra mồi xuống để cho cá nó vàng để cho mày nghĩ cá nó ngu rồi, nó không biết phân biệt được cảm. Nó còn khôn hơn anh, nó còn biết cắn mồi người khác, nó không cắn anh. Anh biết chưa? Tôi tưởng cá nó ngu nhưng hóa ra là cá khôn hơn ngọt các bạn ơi. Thế nên là cắn mồi của ngọt đâu. Các bạn ơi, câu cá là phải cần sự kiên trì nhá. Nếu mà chờ lâu quá không được thì chúng ta sẽ đổi vị trí khác. Chỗ vẫn không cả thì chết rồi. Em ơi, chuyển chỗ vừa đặt nó chưa được một phút đã là cắn ngay em ơi. Cá này bị mù ấy thì sao các bạn ơi? Thế nào này cắn nó cần đánh cốn thì đùa chứ. Ai đã bảo rồi. Câu thì anh em vẫn đẳng cấp mà. Nhưng mà anh có đồng đội tôi tốt thật. Có phải anh không? Ừ, bác ngọt chưa thầm câu. Bác ngọt bao nhiêu sự tỏ, sự hên. Bác ngọt là dồn hết sang anh rồi em hiểu không? Rồi. Bây giờ mày nhất cần con IQ rồi anh. Tốt. Mạnh thế, cá ở ao hết mồi rồi. Mạnh như thế anh ơi. Một chấp to ngọt và thế luôn. Biết cái gì đâu. Chắc vì ngọt nó đã cắn. Mình nói là cái chớp, người ta gọi là chớp cơ hội. Chớp cơ hội, cướp chỗ à? Cướp chỗ ngay rồi. Nhưng nó không cắn mồi của ngọt đâu. Này bây giờ mà cắn mồi của tôi mà không cắn mồi của ngọt thì cũng buồn cười lắm này các bạn nhỉ. Cũng là nhục luôn anh ngọt ạ. Con cá này ngủ à? Máy nhỉ, từ đấy cá chứ đấy cắn. Đấy này cắn của tôi này. Các bạn này ngọt tốt không biết cái gì đâu. Rồi tốt. Chưa các bạn này. Tốt. Cắn thèm cái xỉa xoáy thì đến cái mồi của ngọt đâu mà. Ba này. Canh chỗ tôi không biết nhục rồi, không có lão anh không có lão à. Anh ngọt. Không biết cái gì đâu, ngọt không biết cái gì đâu, lão động đậy đâu. Rồi bạn chơi tôi trao được lại. Ủa. Nào có động đậy đâu. Như bạn nhá. Bác Ngọt ơi, bác chơi đi. Con này ngu thế nhỉ? Bác Ngọt từ đấy đã được con nào được không? Chứ là cái điểm cắn đi. Rồi Hiếu đây nào, anh đi ỉa ngay, Hiếu lại câu được cá ngay. Bây giờ đừng ỉa nữa. Anh ấy đồng đội của anh mà lấy chỗ của em chớp nhoáng luôn mà nó không thèm cắn. Không thèm cắn của ấy mà em nọt phát nó ăn của em. Đốt. Quá nhục. Hôm nay không được thua rồi. Em ơi thua quá đi chứ. Hôm nay ba đèo anh ơi, tự tin thế. Tự quá đi chứ. Hôm nay không bắt mồi của ngọt, bắt mồi của tôi. Mà lẽ ra các bạn xem là cái thẻm phao của mình đấy. Bêu à, nó cá nó không cắn nó bêu à, sợ bêu à. Lừ đâu có phải đâu. Lừ đâu mà cứ bảo lừ mà. Thế coi từ đây một người em ạ, anh là cấp em ạ. Cá nó không lừ cứ bảo nó lừ mà. Giả vờ. Giả vờ. Cá thế rồi gì nữa. Ừ các bạn ơi, thật chứ nói thật chứ bên anh Côn có bác Ngọt rốt thật. Từ đây lửa tiếng là chưa thấy cá nó cắn cần bác Ngọt. Đùa. May có đồng đội anh Côn nên gánh cho anh không thì chắc đi về nhà đi, ngủ đi. Ngủ quá không cắn các bạn là phải đổi mồi cái. Đổi mồi lấy hên để vượt lên bọn kia cái.
tải thế. Không có con nào cắn đùa chứ. Ra đây ăn. Quay của anh đi em. Bảo quay của anh đi thì còn anh ngoài chất cần ra để em giật. Anh ngoài ra để đi ra né ra. Đây rồi các bạn ơi. Nhẹ thế nhỉ, cá này đẹp à? Giờ đúng phát không thôi các bạn ơi. Cái nồi bộ vẫn đang ở trong mồi tôi. Đây. Không được các bạn ơi, chết rồi. Từ đây tôi 3 giờ gần 40 phút rồi vẫn chưa được câu con thứ hai. Giờ đội làm mà mỗi người giật được một con nữa là có cơ hội chiến thắng cao. Ăn hẳn. Ăn hẳn luôn đấy. Chết rồi các bạn ơi. Thời gian chơi 40 phút rồi. 20 phút nữa để cố gắng xem là được vài con nữa. Mồi đẹp hôm nay mà là cá lại không cắn này, đùa thế nhỉ. Con này nhái nhẹ lắm, nhìn cá lẹt lắm. Con này cá lẹt lắm. Cái cá gì là cứ giật lên là được. Cá lẹt nó nhẹ như này. Tôi câu từ đấy cùng chung đụng với bọn kia thì nó không lựa chọn cần của tôi. Để tôi sẽ đi ra cái vị trí này các bạn nhé. Đấy. Cá nó mát thì theo sự phân tích của tôi thì tôi cũng vừa cũng xem giờ rồi các bạn. Xem giờ, xem tướng rồi. Nhân tướng học các bạn này. Thì là cứ tầm 10 giờ đến 11 giờ là cá nó sẽ đi vào chỗ mát nó chơi. Có thằng con, có con thì nó đến đây nó chơi tài xỉu, có con thì nó chơi ba cây quỳ đấy, thì tôi nghĩ là tầm này bắt đầu nó cá nó rút vào chỗ mát rồi, còn xem hai cái thằng rốt bên đội kia nó vẫn câu ở chỗ lắng rồi đấy. Thì giờ tôi sẽ câu đây, hy vọng là thời gian nó còn 30 phút nữa thì tôi nghĩ là tôi vẫn đuổi kịp các bạn ơi. 20 à, còn 20 phút nữa cơ. Vâng ạ. Bác thời gian à? Bác vào đi. Ừ? Bác vào trong mát nhưng bác có câu được con nào đâu mà bác nó chết. Em ơi, bây giờ bắt đầu đang chơi đấy. Bắt đầu thì bây giờ bắt đầu. Nếu bây giờ 10 phút nữa mà tôi mà không được thì tôi lại ra chỗ lắng. Căn bản là nhân tướng học của tôi đôi khi nó cũng hơi sai lệch một tí các bạn nhé. Thì vừa tôi cũng nghe anh Ngọt anh ấy nói ấy. Theo nhân tướng học và sự phân tích của anh Ngọt là vào chỗ mát để câu cá nó ở chỗ mát. Nhưng mà tôi nói thật sự các bạn thì Ngọt thì đầu óc không có lão. Không có tư duy. Rốt không biết cái gì đâu, không biết cái gì cả, chỉ được cái bốc phét đấy. Từ tới giờ cá nó không cả thèm nhảy các bạn ơi, không biết đầu óc có suy nghĩ cái gì, không đứt đây. Tôi thật bây giờ Ngọt đứt dây thần kinh gọi là xấu hổ rồi, đứt dây thần kinh gọi là bêu rồi các bạn ơi. Nên em ra dù nói như thế nào đi chăng nữa thì Ngọt vẫn nhai răng ra cười thôi, thì cười trừ đi, cười bù thôi, có biết cái gì đâu. Giờ nó khác gì con khỉ, nặng nhai răng. Công nhận, nhai răng không khác gì con khỉ. Con đấy ươi. Con đấy ươi thật, nhục, không biết nhục cái gì. Các bạn ơi, hai thằng kia nó xỉ nhục đồng đội tôi, nhưng mà tôi sẽ tin đồng đội tôi. Đúng phút 60 giật lên, cái con cái là thắng rồi, hai thằng kia nó hết nói phét các bạn ạ. Tôi thì vẫn luôn luôn tin rồi, chỉ có hai thằng kia nó không tin thôi. Thật, hôm nay đội tôi vẫn ăn chặt các bạn ơi, đang nhấp nháy cả. Nhưng đấy là tôi đang kéo dây các bạn ạ. Thật chứ nói anh Côn bảo tin tưởng bác Ngọt nhưng mà đấy là chỉ nói mồm thôi. Chứ thực sự ở trong thâm tâm ấy thì là anh Côn gọi là chửi bác Ngọt không ra gì chứ thật. Mấy lần nói với tôi rồi bảo là rốt chả biết làm cái gì. Dạo này yếu và các môn cứ môn nào phải nhất toàn bét thôi. Đấy, hôm nay câu cá em có thể hiện được không nhé bạn nhé. 45 phút rồi, chưa thấy con nào cắn. Thì các bạn biết trình độ như nào nhé bạn ơi. Tôi theo như tôi dự tính là bây giờ cá nó lại chơi ở cái góc này chán rồi. Thì giờ tôi lại chuyển ra chỗ lắng tôi chơi thôi. Câu đoạn này thì nãy giờ nó không cắn. Ê, buồn không? Có khả năng tôi sẽ di chuyển ra chỗ khác như vậy nhé. Được các bạn ơi. Không biết tần của tôi có phải đang nháy không? Tôi thấy là ông nháy nháy sao? Đấy đấy. Nháy đấy. Đang nháy rồi. Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi. Chưa. Không nghe lời địch. Ăn chặt rồi. Đúng cái lẹo ra mà không nói gì. Lùi rồi, lùi thế kia rồi. Mấy con giật là nó không lên được đâu.
chú phải bình tĩnh rồi. Tài xế đã đi rồi em ơi, bình tĩnh cái gì? Quái, con này mấy con gì mà sao nó không giật mạnh? Không phải. Các bạn ơi, đôi khi đi câu này cũng rất là vui, cũng rất là sướng vậy nhé. Là chúng ta phải biết lựa chọn cái điểm chúng ta ngồi câu nó có hợp lý hay không. Và tôi đã lựa chọn cũng khá là hợp lý. Đấy, thì trong lúc tranh thủ đợi mấy thằng kia thì tôi sẽ thưởng thức buồng chuối đây. Đấy các bạn ơi, chuối ngon kìa. Chín cây các bạn ơi. Nhưng mà đây là kiểu kiểu như là của nhà hàng xóm các bạn ơi. Nhưng mà đây tôi thấy có một cái quả nó bị cụt ở dưới đít này, giờ tôi có thể xử lý cái quả này nhá. Ui à. Cậu này, quả này thì nó lại thành thối quá các bạn ơi. Nhưng mà cái này thì giờ tôi sẽ bóp ra để tôi làm màu mồi để câu câu cá chép này bạn ơi. Tôi sẽ vứt ra cái chỗ đúng cái chỗ phao của tôi nhá. À. Đấy. Đúng chỗ này. Ăn hẳn luôn. Mấy con cá ngư đi vào đây em ơi. Câu cá phải có chiến thuật các bạn nhá. Đó, giờ đặt đây thì chuẩn bị đây. Các bạn chuẩn bị xem tôi giật này. Quả giật không ngớt tay luôn. Tốt. Này các bạn này, chuẩn bị ăn rồi. Em quay này, cái phao chuẩn bị cho nó chuẩn bị nháy rồi này. Giờ tôi sẽ đếm từ giọt đến 5 là sẽ bắt đầu nháy nha bạn nhá. 1 2 3 4 41 42 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 chưa đâu 4.9 4.91 lâu nhỉ, bao đến từ 1 đến 50 chứ còn nghe được. Khó chứ, mà anh không cắn này. Cá ơi đến đây cắn đi em ơi. Các bạn thả cả mùi chó, cả cơm chó, cơm gà, cả chuối mà một cá là vẫn không ăn. Buồn thế. Ông Ngọt đói không? Đói. Làm quả chuối à, chuối của nhà người ta đấy, đây là về người ta thắp hương. Nhưng nhìn ngon nhỉ. Ngon thế. Cái này ví dụ mà không có ai là tôi cũng làm quả đấy các bạn. Nếu mà đây là tôi thôi, gặp tôi với Côn thôi, nếu mà để thằng Phong với thằng Hiếu mà nó ở đây thật khổ thân cái buồng chuối, nhà nào có cái buồng chuối này cũng khổ. Thì bây giờ vẫn hiện tại vẫn đang là hòa ba đều, chưa phân thắng bại, thì bây giờ chắc là sẽ câu con bản thắng vàng các bạn nhé. Đấy, ai sẽ câu được một con trong hai đội thì sẽ người đấy sẽ thắng qua đây. Đấy. Rồi. Giờ chúng tôi sẽ chơi con quyết định bản thắng vàng này. Vì bây giờ thời gian khá dài rồi. Bây giờ chỉ có đợi con cuối cùng cắn thôi, thì thời gian nó sắp hết rồi. Ngọt khi mà đỏ con cuối cùng này. Ừ, khéo khi nếu không ngọt mà được con cuối cùng thì lại buồn cười nhỉ. Tôi phải con cuối cùng rồi, bây giờ tôi phải thay mồi, cái mồi nó nhạt hết rồi các bạn ơi. À, lần này phải câu cá to thật. Các bạn ơi, tiên thằng Phòng nó thay mồi xong cái đặt xuống chớ mặt nước cái tôi giật được cá luôn. Tôi chưa biết bốc phét ai bao giờ nha các bạn nhá. Nhưng với Côn mới ngọt tôi bốc phét mạnh các bạn ơi. Đấy. Của tôi nhìn thấy nháy nháy rồi đấy. Đừng có đùa với tôi các bạn ơi. Con người câu nó phải có đầu óc lên các bạn ơi. Chứ bây giờ cứ đứng ngoài nắng kia là cái gì đâu. Tôi ngồi trong mát tựa gốc cây ổi như này. Này vào mùa ổi phải ăn không không. Nhưng mùa ổi hết rồi nha các bạn nhá. Đấy các bạn. Bỏ sốt ở kia chỉ là săn cái bồ chuối thôi các bạn. Được cái gì đâu, cái tính tắt mắt các bạn ơi. Cái đợt tôi kể các bạn nghe, cái đợt mà cách đây độ tháng trước các bạn. Mấy anh em chúng tôi đi vào gọi chơi người ốm ấy. Thấy sữa để đầu giường nhiều ấy. Chưa chỉ đã tắt mắt đút cái dây sữa vào trong người đấy các bạn ơi. Đùa các bạn. Anh Ngọt, tôi không ngờ anh Ngọt đấy lại như thế được các bạn. Chán Ngọt lắm các bạn ơi. Các bạn khuyên anh Ngọt hộ tôi nhé các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, sự nghiệp cầu thủ của tôi thì đã ghi rất nhiều bàn thắng vàng rồi các bạn ạ. Thì hôm nay câu cá này, bàn con cá vàng thế này không thể nào chạy được khỏi đội tôi được.
một là tôi, hai là bác Ngọt nhá, hai là kia tính gì các bạn ơi, quá trời bàn thắng vàng ở trong người này các bạn ơi. Bọn kia có bao giờ biết đá bóng, có bao giờ biết bàn thắng vàng đâu, cũng con cờ bàn cá vàng. Lôi rồi, thế kia là lôi rồi. Chưa chưa. Bàn thắng vàng mới ai đấy các bạn. Lôi rồi, thế kia rồi. Hết bàn thắng vàng luôn này. Gió nó đẩy, gió nó đang đẩy nước vào đây, nó đang xuôi phao, nó đang ngược phao ấy. Rồi rồi. Bạn lôi rồi. Bác Ngoạt chưa rồi, bác Ngoạt chưa rồi. Ê, quả là tôi muốn tí. Ok. Thôi, bác cần rồi, bác cần rồi, kệ chứ. Các bạn ơi, vừa rồi tôi sút vào đúng sàng ngang, bạn thật chán thật. Cá là ngon như mặt nước rồi, nó lại ngụp xuống, buồn quá. Thật sự là hôm nay đen. Rồi qua đây, không sao nhé bạn ạ. Thời gian thì vẫn còn. Nói chung là... may mắn sẽ đến với người có cái gọi là năng lực. Tôi sẽ làm lại nha các bạn nhá. Các bạn ơi, tôi lối đi riêng, tôi sang đầu bên kia đây. Tôi phải lối đi riêng, các bạn bây giờ phải kèm nhau. Anh Côn thấy tôi chạy đây, gã là chạy dình theo gì. Có mấy con lưới kìa, chặt đi. Rồi rồi rồi. Ui hết kìa. Ui con cá liền. Ê nị. Không, cứ tưởng cá rô phi hóa ra nó cá liệp. Các bạn ơi, lại sút chúng chà ngang rồi. Các bạn ơi, tôi bảo ra đây lối đi riêng ra cái vừa lấy nó nhịp nhịp luôn. Thế mà đọc nhịp nhịp đấy giật trượt cá là ngồi từ lấy, ngồi muốn đau cả đít đã cắn lần nào nữa đâu. Lối đi riêng này vẫn không được rồi các bạn ạ. Chán thế. Các bạn ơi, giờ dày láng này anh con ngồi gần ngay cái chuồng chó như này. Em ơi, người thành công luôn có lối đi riêng, em hiểu không? Rồi, để xem này đội nào thành công nhá. À. Các bạn ơi, tôi này bây giờ lại hai thằng tốt, mỗi giờ đồng đội nó bên mỗi bên cũng một thằng tốt đi cùng nhau các bạn ơi. Ê chị đi. Các bạn nhìn này, tôi đứng đây tôi sẽ giật bàn thắng vàng cho các bạn xem này, thật thề luôn. Bàn thắng vàng không ai ăn, không ai tranh được của tôi thật. Rồi. Tao khẳng định với các bạn luôn đấy. Chết các bạn ơi, anh con chim vẫn. Lôi rồi. Anh con chim vẫn nó đang cháy. Lôi rồi, anh giật lên là lôi rồi. Chưa. Đã thấy tôi đang nháy nháy cái nam sinh ra này. Để lấy nhỉ, bựa thật. Đã để lên cần tôi nhỉ, bựa thật các bạn ơi. Quả đấy em không giật, quả đấy em giật, em ăn rồi đấy. Ê nhỉ, em đang hở môi rồi. Đang nháy cái anh Côn đi ra chim bữa, thế nhỉ. Anh Côn gọi là chớp thời cơ nhanh lắm. Không, đây là phá, phá đắng. Phạt lắm. Phạt. Tôi phải phá đám luôn. Em ơi, anh có giật đâu. Ôi trời ơi, tôi ngồi lỡ quạt ở đây rồi. Cá hôm nay là khó cắn thế. Hôm nay cá này, nó mù hết đi em. Này cá đi gặt mới phơi lúa hết rồi. Giờ đang mùa gặt. Cá giờ nó đi trốn hết. Ai phá? Anh phá, em chứ ai phá? Bàn thắng vàng mà lâu quá các bạn ơi. Chẳng nghe lại không phân thắng bại. Thật sự là câu cá hôm nay là tôi cũng lãng các bạn ơi. Từ đầu giờ cá cắn đúng một lần các bạn ơi. Mà lại không giật được. Hôm nay bọn cá này nó buồn thế nhỉ. Khả năng tôi phải đi mở phủ luôn. Chứ cái này là không ổn rồi. Câu cá lần nào cũng thi cũng rốt nhất, cái này mấy kia nó khinh mình. Ê. Không hiểu tại sao cá này không cắn. Anh cố gắng được con cá vàng này thì anh còn lần sau anh. Anh còn cứ gạc à? Cứ gạc được. Thì em còn có con mắt khác rồi anh đúng không? Không, con mắt của anh thì vẫn chỉ là rốt ăn may thôi, nếu mà anh câu được con cá vàng này thật. Thôi bạn ơi, tôi sẽ là người có giật được con cá vàng các bạn nhá. Để cho mấy cái thằng kia nó nhìn thay đổi cách nhìn với tôi. Bác Ngọt ơi, dù mọi người có như thế nào thì bác yên tâm, cháu vẫn nhìn bác bằng lửa con mắt. Tốt. Đây rồi. Đâu rồi? Ồ, thằng kia nó lại đớp rồi, thế chết rồi. Cố gắng lên. Miu. Rồi, lại dừng
Rồi tốt. Theo như tôi đánh giá về cái con cá vàng này nha các bạn nhé, thì côn thì nói chung là cũng của thành phần thấy đâu bầu đấy thôi, cũng không biết cái gì chỗ nào nhiều cá chỗ nào không đâu đấy. Còn để nói về ngọt ấy thì đại khái là rốt thì rốt rồi, tôi không nói thêm cái độ rốt nữa anh Ngọt nhé, thì nói nhiều quá thì lại bêu anh Ngọt quá, anh Ngọt nó không biết chúi mặt đi đâu đấy. Còn thằng Phòng vừa đấy nó cũng rốt các bạn, rốt thật sự luôn, con cá cắn tần lên mặt nước rồi để nó tuột mất, thì tôi nó thật sự các bạn, tôi lại có đồng đội rốt thế không biết rồi. Chán muốn nói các bạn ơi. Thì các bạn hãy đợi trông chờ tôi một chốc lát nữa, tôi giật con cá vàng cuối cùng này cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, anh Phòng ngồi bờ ao bên kia thấy anh Hiếu nói đồng đội rốt cứ nhe ra rồi không nói được câu gì mà. Này, vừa nãy quét rồi, thằng Phòng đợi thằng Phòng nó thả mồi lên mặt nước là anh giật được cá. Từ đấy đến bây giờ là bao lâu rồi? Hả? À. Em đây là cái bài của anh cho em nhanh nhẹn cái tay cái chân lên chứ em chậm chạp mày. Thì giờ anh chả phải dục thế. Đây là gọi là con cá vàng cuối cùng mà cuối cùng lâu thật. Hay giờ suýt hả? Thì em này suýt nó không hay. Suýt đâu mày à? Rồi các bạn này 5 phút nữa mà không được thì cho suýt nhá. Thôi. Không phải suýt. Mèo. Ôi bác Ngọt ơi. Mèo. 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 Các bạn này. Gãy đi. Gãy đi. Các bạn này. Hôm nay tiên Ngọt để chó lên làm người các bạn. Gãy đi em. Em ơi. Ô đây là cái gì nhỉ? Chó lên làm người. Con cá này em ơi. Thông minh thế. Rồi các bạn ơi, như vậy là bàn thắng vàng đã thuộc về tôi nhé các bạn ơi. Anh bảo rồi, tôi có muốn câu hay không thôi các bạn ạ. Thế nào các bạn ạ? Anh bác Ngọt này ăn may phút cuối. Mạnh thế. Camera ơi, đừng có bảo ăn may, anh đã bảo rồi, anh luôn luôn tin tưởng đồng đội anh. Mày tới đầu video anh bảo phút cuối cùng bác Ngọt giật là các bạn thấy tôi nói cái gì là y xì như cái đấy. Tiên đoán nó phải thế, phải chỉnh đẳng cấp phải thế. Tôi có nhà tiên tri à? Tôi luôn luôn tin tưởng rồi. Nào đã vặt trộm được quả chuối rồi. Sâu quá rồi. Nào bác Ngọt đến phút cuối lại ăn máy đùa chứ. Trời. Tỏa sáng phút cuối các bạn này, bàn thắng vàng, con cá vàng em về. Đùa chứ. Giờ mày cứ bây giờ con lợn vàng tặng chơi được chứ không được chó vàng. Hôm nay mạnh nhỉ? Hôm nay mạnh đấy nhỉ? Hôm nay có xem một bên nó lại 4, một bên 3. Đem cá về mà rán mà chiên đi. Rồi bạn ơi, một đôi thua nhá thì một phần thưởng 1 triệu thì tôi sẽ banh kinh như đội già. Còn đội trẻ tôi thua. Thì bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị về lấu lướng đây các bạn ơi. Thảm quá hôm nay này, bác Ngọt lại ghi bàn thắng vàng cày thật. Cái thằng nhiều khi những cái thằng rốt nó thường hay ăn may ấy các bạn ơi. Nhưng mà tôi nói chuẩn thì các bạn hãy còn mừng với video của video Phòng hôm nay nhá. Anh đã bảo rồi, ngay từ đầu bảo bàn thắng vàng là những thằng rốt hay ăn may rồi. Cày quá các bạn ơi. Xong chưa em ơi? Rồi cho anh rồi, xong rồi. Món gì ấy? Cá lấu canh chua, lấu dưa. Em ơi, đừng mặn quá nha nhé. Cá rán, biết là bọn em hôm nay rốt thôi. Hành luôn. Tốt. Cày vậy rồi, bà đây. Cứ chờ đợi cho lửa to lên em ơi, chín hành là sao? Tôi thì cứ tôi riêng về trình độ nấu ăn của hai thằng rốt này tôi cũng gọi là không là tin tưởng lắm các bạn ạ. Thế mà có ăn ngon là phù theo ạ. Các bạn ơi, như vậy là tôi đã cho hành, thì hành cũng đã đủ chín rồi nhé các bạn. Gần cho hành xong cái củ này chín luôn rồi. Cày nhưng mà về nấu ăn thì tôi vẫn thấy cay. Thôi em ơi, mà cho hai sếp ăn em ơi. Rồi bây giờ cá ra nhá, một cái dưa ra một đĩa này. Cá ra một cái đĩa này. Và dưa vào một cái đĩa nhé các bạn nhá. Dưa mua một bát sắt đi anh. Sao đâu, ok em. Bát sắt đây, cho đỡ nóng. Đây, cá rán nhá. Hôm nay bọn tôi chỉ nấu cá rán với cả cá hầm dưa thôi. Đấy. Như hai thằng rốt kia biết thưởng thức món ăn đâu mà nấu ngon, nó không biết thưởng thức đâu. Nhưng mà vừa nấu vẫn cay. Mình dần dần mấy lần thế nhỉ. Còn các bạn này một bát dưa đẫy luôn, tí nữa tôi vào tôi phải bắt chúng nó ăn hết cái đĩa bát dưa này, không ăn hết tôi đổ vào mồm nó. Các bạn, đây. Anh thật là độc ác. Đây để em ăn trước đi. Đấy. Thật lòng ấy. Ok các bạn ơi. Rồi. Và tôi sẽ để ra mâm để bê ra cho hai thằng tốt kia nước. Rồi. Mấy cái thằng kia thật nó nấu được bữa cơm các bạn ơi, chúng tôi vừa đói vừa buồn ngủ. Thật không biết chúng nó làm ăn cái gì, dám nấu con cá nấu hai món từ lấy chưa xong. Các bạn ơi, liệu mình có phải vào phụ chúng nó? Mình là người đẳng cấp, mình chỉ tầm này chỉ ngồi chờ để nó ra nó mang cơm lên cho mình ăn các bạn ơi. Cơm được chưa? À, thế rồi. À, thằng này nó yếu đuối về cả câu cá không ai thực hành. Dạ. Rốt thật. Cày thế bạn. Không
hôm nay nấu nấu ăn mà kiểu lưng như kiểu là cơm chan nước mắt mà này tối quá này được không? Xem nào nhìn thì có vẻ là ok đấy nhưng mà cô thấy cá rán này thiếu nước mắm à? Nước mắm đâu? Sao tại sao các bạn em rốt cá với nước mắm mà này thôi đua lên rồi các đại ca các bạn ơi lâu lắm rồi mà phần như này được ngọt như được thắng như tôi cá sủa kinh thật kinh thế dám cá đã ăn vụng trước rồi à cá hao thế cá mất được lưng à cá ngót đây nhưng mà anh thôi có lẽ hai năm sau mất từ anh ít tuổi hơn anh Côn bây giờ mình phải kính trọng những người lớn tuổi đúng từ như vậy đúng vì anh là bác phải nhanh ít tuổi hơn thì anh chỉ có được sới bác sau thôi rồi ok hiểu chưa đây em mời anh nhá đâu cứ để nó sau đuôi Côn để lấy Côn ra cho nó xuống rồi đây đây nước mắm đây mời anh nhá rồi sau đuôi thế phải lấy một canh cho băng ngọt anh Hiếu chứ lì băng ngọt kiếm một canh đầu mày không có lão sao lấy cơm đũa cùng canh này à băng ngọt bắt đi lấy một canh ít tuổi thì được à. Nước mắm tại sao không hâm lên hả à? Đi hâm lên rồi ăn đi rồi khổ lắm chua lắm khổ lắm các bạn cày lắm các bạn lần sau nhớ cố gắng nha anh phải cố gắng thần giờ vào bữa này là bữa thứ ba nấu ăn ở đây thì bên anh nấu hai lần bên em nấu cũng một lần thôi em là bây giờ em đấy là bác mặt còn chưa chơi rồi à, đó một mình anh chơi đấy bác mặt mà chơi thì bên em nấu cả ba nấu ba thì mời các bạn ăn với anh em thôi nhá ok mời các bạn nhá các bạn nhá từ đấy anh em làm YouTube đấy chỉ có thế này thôi chứ không có sơn hài hảo vị gì đâu các bạn đúng hương ngầm của nội rồi rồi giờ không 12:30 kém 15 rồi 12:30 kém 15 là bao nhiêu? Là 12:15 Thầy không biết đấy. Tôi nghĩ đáng nghĩ cho mày ra là nhanh mồm nhanh miệng. Chứ mày thì anh không biết à? Em sợ anh rốt quá đấy. 12:15 bắt đầu ăn cơm. Nhưng mà thật khi nhiều khi ngày ăn cơm thật ngon. Đó. Nấu được không? Đã. Đầu bếp dưa không chua lắm em ạ. Để dưa được thì chua. Ăn chua nó phải chua lắm à. Nước chua là được anh ạ. Làm cái nước canh chua uống uống nó chua cục tức này. Mình phải làm hơi hè nhà con bác canh chua ăn uống vàng các bạn. Mình phải uống vàng cho nuốt cái cục tức hôm nay này bạn này. Cảnh lắm, nhìn ngon nhỉ. Cái quái này băng ngọt này đó. Tôi muốn chơi không, ta bảo biết bây giờ cô đã mạnh thế rồi. Cô một mình cân 3 con. Tôi bây giờ có 3 con, đấy 6 thì gấp đôi. Bên kia là sau này ai làm gì có video câu cá nào có xem nữa. Ngon ăn được mà ngon. Tôi nấu tôi khen tôi à? Tự nấu lại bảo ăn được phải bảo là rất ngon như này các bạn. Đằng này vua đầu bếp thắng suốt. Chưa thật cận nào hả? Đừng có nói tôi thắng. Các bạn cứ bảo là tổng tài toàn thiên vị mấy đội giả rồi. Chả cái bảo quá. Thôi là để lần sau cháu đi làm trọng tài nhá. Phòng nào? Lần sau tôi các bạn phòng tôi làm trọng tài. Cứ phòng ngoài trọng tài thì mỗi lần là tôi còn phải để 500.000 tiền nẻ để sang túi quần bên trái của tôi. đứng gần tôi. Từ lần sau tôi sẽ làm trọng tài là tôi cầm theo con dao găm một đít. Em ơi, em trình độ như thế nào mà cứ thằng nào mà loại ảnh con gái sủa ảnh con gái tôi sẽ mồm luôn. Em làm đầu bếp còn rốt rồi em rồi lên được làm giám khảo à? Anh ơi, em ơi trước khi là lên là giám khảo phải làm đầu bếp thật là giỏi. Đúng rồi, chính xác. Làm đầu bếp được mua rồi nhảy lên là giám khảo. Các bạn này. Không cần biết nấu rồi, đời lấy ai là thử với ai. Không biết nấu thì chứng kiểu người ta có mời hoa. Chẳng qua tôi đồng đội với những người giúp tôi nó thật sự nấu solo lẻ thì nó thật sự các bạn thì trong đây thế trái thế anh đúng rồi mày nói thế không sợ là một phòng anh tớ nó buồn nó buồn à phòng có một lần nấu mày đấy hai tập nấu mày hai tập nấu em là thắng thằng phòng thắng anh à thế anh cô này bác ngoan đây nhưng mà thế thằng phòng nó còn được chứ nói thật sự phòng giỏi thế mà cho lên làm ban giám khảo hả không thằng phòng nó có ngồi ở đây thằng Hiếu nó bảo còn được mà thằng Hưng hay là thằng Tới ngồi đây không có thằng phòng ở đây thì lại thằng Hưng lại dưới thằng được lại dưới mà nó không phải nhưng mà nói thật sự các bạn là nấu đồng đội với thằng Tới nhưng mà thằng Tới tốt thật đấy nó biết cái gì đâu chán không như anh nói rồi chán lắm các bạn nói anh thật sự thật nhưng mà ngoài ngoài thì nói hay như đại nói kinh các bạn nên lòng này là không nên trùng với dòng muối ăn rất là mặn ở những tí tay không nhưng mà tôi cho muối ăn cũng rất là vừa ngon ừ bạn này một lời khen thôi nha thì
quay clip ăn thì thế này thôi các bạn ơi. Thì clip của tôi đây kết thúc nhá. Nếu các bạn thấy clip của tôi hay, các bạn hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh tôi nhé. Còn bạn muốn tôi làm gì, các bạn hãy bình luận phía dưới. Một nữa, xin chào và...